Một vụ tai nạn kép nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khiến nhiều người thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ sáng ngày 23 tháng 7 năm 2019. Ông Đào Quang Huấn ở xã Cộng Hòa đi tập thể dục ven quốc lộ 5 thì bị một ô tô khách 16 chỗ đâm tử vong. Sau vụ tai nạn, người nhà nạn nhân, người dân và cơ quan chức năng đang ở hiện trường giải quyết vụ việc thì một xe tải lao đến đám đông, lật nghiêng đè vào nhiều người. Ông Đào Quang Thảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa cho biết, đã có ít nhất 5 người chết. 5 người tử vong gồm anh Trương Minh Khang, 40 tuổi, ở xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, chị Hoàng Thị Em, 34 tuổi, anh Nguyễn Văn Hiếu, 30 tuổi, ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, và anh Nguyễn Quốc Hoàng, 17 tuổi, ở xã Cộng Hòa, ông Đào Quang Thuận, 58 tuổi, ở xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành. Ngoài ra còn ít nhất 2 người bị thương. Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chiếc xe tải do tài xế Hoàng Văn Hà, 26 tuổi, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa điều khiển, đi hướng Hà Nội, Hải Phòng, đâm vào chỗ mở giải phân cách để sang đường rồi lật nghiêng gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.